Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam. Thì trước khi vào nội dung của video này, anh chị nhớ để lại những cái lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam anh chị nhé. Hôm nay thì chúng ta vừa mới kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thì hôm nay là một cái phiên đáo hạn phái sinh, thì thị trường của chúng ta có một cái phiên điều chỉnh nhưng mà sau đó có cái nhịp rút chân trở lại. Thế thì sau cái nhịp đáo hạn phái sinh này, thị trường của chúng ta sẽ có cái sự biến động ra sao? Thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau theo dõi và đánh giá trong cái video này ngày hôm nay anh chị nhé. Thì hôm nay anh chị thấy là cái áp lực bán của thị trường của chúng ta xuất hiện ngay vào đầu phiên sáng. Thì sáng nay lúc mà livestream ở trong cái chương trình trong giờ khớp lệnh thì trao đổi với cả anh chị rồi là thị trường của chúng ta mặc dù là chịu áp lực điều chỉnh vào phiên sáng nhưng mà cái thanh khoản thì không quá lớn và đang chạm về cái vùng khá là nhạy cảm là cái vùng 167. Thì trao đổi với anh chị nếu như giữ được cái vùng này thì index của chúng ta nó sẽ có sự hồi phục trở lại, và cuối cùng thì nó đã hồi phục trở lại anh chị nhé. Thì hôm nay thì anh chị có thể thấy được rằng là cái nhóm chứng khoán thì cổ phiếu VND thì xanh nhẹ, còn các cổ phiếu còn lại thì hôm nay còn SSI đúng không ạ, nó ra các cái báo cáo tài chính không được đẹp cho lắm và nó bị điều chỉnh. Tuy nhiên là xét về cái chart đồ thị thì cũng đã trao đổi với anh chị là mọi người chốt lời thì mọi người phải chốt lời từ 2 đến 3 phiên trước, còn trong phiên ngày hôm nay mọi người lôi ra bán thì Nam nghĩ là hơi muộn đúng không ạ, hơi muộn. Hôm nay thì chúng ta có BSI tăng được khá tốt vào phiên sáng nhưng mà nó cũng không duy trì được anh chị ạ, đến cuối phiên thì nó cũng bị bán này. Ta có nhóm banh thì đây là cái nhóm tạo nền cho thị trường thôi anh chị nhé. Hôm nay có một cổ phiếu khá nổi bật đấy là MSB, nhưng mà nước ngoài thì bán hơi nhiều, thanh khoản đột biến. Nhóm thép thì hôm nay chúng ta có Hòa Phát tăng được 2,9%, phải nói là rất là mạnh đúng không ạ. Cả Hòa Phát của chúng ta hôm nay kéo thị trường rất là ghê gớm trong ngày hôm nay. Chúng ta có Hoa Sen và Nam Kim thì cũng trao đổi với anh chị là nhóm thép là cái nhóm mà nó điều chỉnh trước thị trường cho nên là nó cân bằng và khả năng là nó sẽ quay trở lại trước. Và cái điều này thì hôm nay nó cũng đã xảy ra rồi anh chị nhé. Chúng ta có nhóm dầu khí thì đang điều chỉnh nhẹ này. PR thì đến cuối phiên thì nó có dòng tiền vào một chút, thì hôm nay cũng là một cái phiên mà test cung, Nam đánh giá là khá là đẹp của PR. Thì để xem ngày mai nó có những cái nhịp bật lên test đỉnh được không anh chị nhé. Chúng ta có bất động sản thì hôm nay có HDC. Quả thật là mình cũng không nghĩ được rằng là nó có thể đánh được một cái pha mà nó quyết liệt như vậy. Thì trao đổi với anh chị là để mua thì không mua được. Nhưng mà cũng đã nói với chị rồi, sóng một thì ta không có lợi nhuận không sao cả, nhưng mà sóng một nó càng mạnh thì càng tốt anh chị. Khi nó bắt đầu nó cân bằng, nó điều chỉnh, nó tạo ra cái nhịp điều chỉnh và chúng ta đánh từ cái nhịp hai trở lên thì nó vẫn ok thôi, không sao cả chị nhé. Đấy là cổ phiếu HDC. Chúng ta có đất xanh hôm qua bị bán hôm nay hồi phục này, đích hôm nay bị bán ở trong phiên khá là mạnh, nó nhúng về cái vùng 22.3 22.5 thì trao đổi với chị đây là vùng mua anh chị nhé. Đấy, và nó có bật lại sell thì hôm nay tiếp tục tăng được 6,5%. Chung là hôm nay thì thị trường của chúng ta mặc dù là đỏ nhưng mà khá là tích cực, bởi vì là sáng nay thì trao đổi với anh chị là đã trao đổi với anh chị là thanh khoản rất là thấp và cái số lượng mã xanh mặc dù là bị bán nhưng mà số lượng mã xanh nó vẫn duy trì được 130 mã. Đấy, đến buổi chiều thì mình thấy là cái số lượng mã xanh nó cứ tăng dần lên, tức là thị trường nó có một cái gọi là có một cái độ rộng thị trường nó được mở ra anh chị nhé. Đây là một cái phiên Nam đánh giá là khá tích cực. Lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích về thị trường để đưa ra kịch bản hậu đáo hạn phái sinh nó sẽ là như thế nào. Ok, về hành động của khối ngoại thì sao? Khối ngoại thì anh chị có thể thấy là nước ngoài hôm nay thì bán ròng nhẹ sau 3 phiên mua ròng. Hôm nay bán ròng 49 tỷ thì cơ bản là bị tập trung vào cái con MSB này này. Nó bán ròng khoảng 10 triệu cổ phiếu thì đâu đó là 136 tỷ. Thì nếu trừ như MSB thì hôm nay vẫn là một phiên mua ròng anh chị nhé. Về thanh khoản thì hôm nay cả phiên thì thanh khoản khá là thấp, là một phiên mà có thể nói là test cung của thị trường. Đấy, nếu mà nói là test cung của thị trường thì cũng được anh chị ạ. Tức là giảm vào phiên sáng sau đó chạm về các cái vùng hỗ trợ và rút chân trở lại thì có thể coi là một phiên. Ta có nhóm các cái cổ phiếu tác động đến index thì hôm nay là Vietcombank lấy đi của index 1,78 điểm. Bên cạnh đấy có VHM và Masan. Vậy chúng ta ở chiều ngược lại thì chúng ta có Hòa Phát, VBank, FRT là tác động tích cực lên thị trường. Ok anh chị. Anh chị vào tham gia theo dõi cái buổi livestream này, cái video này. Anh chị mà chưa like thì nhớ like, anh chị mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh anh chị nhé. Anh chị muốn tìm một người đồng hành cùng anh chị trên cái chặng đường đầu tư thì nhớ về với đội của Nam bằng cách là mở một cái tài khoản VPS và có phát sinh giao dịch anh chị nhé. Nếu như anh chị đã có tài khoản rồi thì mọi người có thể chuyển ID về Nam quản lý theo cái mã ID R808 thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị vào trong các cái room VIP để chúng ta cùng đồng hành vào đầu tư. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Sang cái phần thứ hai là cái phần mà Nam sẽ đánh giá về cái chart đồ thị anh chị nhé. Anh chị có thể thấy đây là cái chart đồ thị ở trong chart giờ.
Thì trong cái video nhận định chiều ngày hôm qua và cái buổi livestream tối ngày hôm qua thì Nam cũng đã view với anh chị là có thể đây nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh giả vờ, sau đó index nó còn quay trở lại nó rướn lên, tức là mình vẫn view là nó sẽ giảm xuống, nó rướn lên, nó tạo ra một cái nhịp vượt đỉnh nữa cơ, tức là hoặc là nó test lại cái vùng đỉnh 1180 hoặc thậm chí nó còn vượt qua đấy, và sau đấy thì nó bắt đầu nó đi vào những cái pha điều chỉnh chính. Thì còn nhớ cái buổi video tối ngày hôm qua và chiều ngày hôm qua đúng không ạ, và cái buổi livestream tối ngày hôm qua chúng ta đã bàn luận với nhau về vấn đề này đúng không ạ, nó đang đang về cơ bản là có thể nó sẽ đi theo kịch bản này anh chị nhé. Thì sáng nay ở trong Zoom khách hàng ấy, giờ Nam cũng đã nhắn cho anh chị rồi, và thậm chí là nhắn cả trong Zoom Zoom cộng đồng đúng không ạ, chúng ta đã review với nhau đấy là Nam đã đưa ra hai kịch bản, một là test về cái vùng 1168 và bật trở lại đấy, kịch bản màu xanh này. Nếu mà test thành công thì sáng ngày hôm nay thì Nam nhận thấy là nó test khá là ổn khi mà thanh khoản thì thấp và số lượng mã xanh thì mặc dù là bị áp đảo nhưng mà nó vẫn duy trì ở mức cao anh chị nhé, vẫn duy trì ở mức cao. Index nó sẽ tiếp tục rướn thêm một nhịp nữa về cái vùng 190 cộng trừ trước khi bước vào cái nhịp điều chỉnh chính. Đó, thì Nam đang khả năng là nó sẽ đi theo kịch bản này, nó rướn lên rồi nó sẽ mới đi vào nhịp điều chỉnh chính. Còn kịch bản thứ hai ấy, là kịch bản mà nó test về cái vùng 1168 với thanh khoản lớn và test không thành công thì nó sẽ đi vào nhịp điều chỉnh luôn. Thì nếu như nó kể cả nó có đi vào điều chỉnh hay là như nào đi chăng nữa thì Nam đã nhắn lại cho chị là dù đi theo kịch bản nào thì đây vẫn là nhịp điều chỉnh tích cực của index trước khi bước vào cái xu hướng tăng anh chị nhé. Thì có lẽ là sau cái phiên ngày hôm nay thì khả năng chúng ta sẽ kỳ vọng rằng index của chúng ta sẽ có ít nhất một cái nhịp nó rướn lên, nó test đỉnh, thậm chí là nó vượt đỉnh luôn để tạo ra một cái sự FOMO khi nó đi vào cái nhịp điều chỉnh. Điều này đã chia sẻ với chị ngày hôm nay rồi đúng không ạ, nó đang đi theo kịch bản này. Đây là một số thông tin cập nhật cho chị. Còn về cơ bản thì hôm nay thì ở trong Zoom khách hàng của Nam thì cũng mua bán một cách rất là bình thường thôi. Cổ phiếu nào có lướt T0 thì vẫn mua này. Cổ phiếu nào mà mua được thì vẫn mua đúng không? Buổi trưa thì Nam cập nhật cho anh chị là thị trường có phiên điều chỉnh đang test về cái vùng 1165 với cái thanh khoản thấp. Thì với cái lượng mã đỏ là áp đảo mã xanh với 132 mã xanh thì hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên là thị trường có nhiễu động về mặt điểm số. Nếu tích cực thì thị trường sẽ giữ được cái vùng 165 cộng trừ và nhiều khả năng sẽ có cái nhịp hồi phục về cái 177X đúng không? Thì nó đã hồi phục rồi và chúng ta có thể kỳ vọng là nó còn lên nó test đỉnh rồi anh chị nhé. Đấy thì còn nếu như điều chỉnh đúng không? Cái bản điều chỉnh mà nó về thẳng luôn cái vùng 1105X thì đây là cơ hội mua rất là tuyệt vời cho cả nhà luôn. Nhưng mà thị trường thì Nam đã bảo với chị rồi, nó không điều chỉnh một cách dễ đoán và đơn giản như vậy đâu. Tức là mấy ngày hôm trước thì Nam đã trao đổi với anh chị là cái đoạn này ấy, mọi người đi nghe livestream hay là xem ở các cái kênh khác hay là các broker khác ở các cái kênh YouTube khác ấy, người sẽ thấy rằng người ta hô về điều chỉnh rất là nhiều, vì là thật ra nó rất là một cái câu chuyện rất là đơn giản thôi. Thị trường Tham Minh đã tăng được 9 phiên thì nó điều chỉnh một nhịp là hết sức bình thường. Tuy nhiên là cái điều mà Nam muốn trao đổi với chị mà mấy ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau ấy là cái quá trình điều chỉnh nó diễn ra như thế nào nó mới là điều quan trọng, và đâu là những cái dấu hiệu nhận biết đúng không ạ. Thì hôm trước Nam đã trao đổi với anh chị là về thị trường thì nếu như nó mở gap vào một cái phiên bỗng nhiên nó mở gap theo cái thông tin từ Dow Jones tăng tốt đúng không, tăng vượt đỉnh thì cái phiên này khả năng là bắt đầu nhịp điều chỉnh. Đấy, và anh chị lưu ý là nhịp điều chỉnh của chúng ta đang diễn ra nhé, mọi người phải hiểu rõ là đang diễn ra, ví dụ như là trong cái nhịp này là đang diễn ra này thì thấy là nó điều chỉnh một phiên bootstrap nó khá là giống phiên này đúng không ạ, sau đấy có một phiên rút chân và nó còn tăng lên nó test đỉnh thì đây anh chị thấy là nó khá là giống nhau đúng không nhé, nó khá là giống nhau thì có thể là ngày mai nó sẽ tăng lên test đỉnh, thậm chí là nó tạo ra cái sự FOMO nó vượt đỉnh sau đấy rồi nó mới đi vào cái nhịp điều chỉnh chính. Đấy, tức là nó lên nó test đỉnh, nó thậm chí nó vượt đỉnh lên cái vùng 1100, sau đấy bắt đầu nó mới đi vào nhịp điều chỉnh, có thể nó sẽ như này đấy, và điều chỉnh một cái cú điều chỉnh khoảng tầm 3 đến 40 điểm sau đấy nó mới quay lại vào cái xuống tăng tiếp. Thì đấy là cái view của Nam mà đã chia sẻ với chị mấy ngày hôm nay rồi, thì mình thấy là có khả năng là nó sẽ đi theo cái kịch bản này nhé. Đấy, thì có khả năng nó sẽ đi theo kịch bản này thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau quan sát xem là nó như thế nào. Đấy, còn xét về trên chart giờ thì cũng trao đổi với anh chị là nó chúng ta mới có cái một cái đỉnh MACD thôi và đang cắm xuống đúng không, hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, đang cắm xuống và anh chị thấy Ben đang bóp rất là chặt hai đường TK và Kijun đang hợp Bích này. Đấy, thì nếu như đây là một cái qua cái cú điều chỉnh rũ giả vờ ấy thì có hoàn toàn có khả năng là nó sẽ bật lên, ít nhất là nó test lại cái vùng đỉnh 1180 này, thậm chí là nó vượt luôn lên cái vùng 1190, tạo ra một cái sự FOMO nhất định, sau đó nó mới đi vào những cái cú điều chỉnh sâu anh chị nhé. Đấy, thì khi đấy cái đường MACD của chúng ta nó sẽ có cái đỉnh thứ hai, họ có đỉnh thứ hai và bắt đầu nó quay lại nó điều chỉnh. Đấy, chúng ta sẽ có ba phân kỳ âm hai đoạn ở đây, thậm chí chỗ này là có thể nói là hai đoạn rồi và về đây thì nó sẽ tạo ra một cái đỉnh nữa, sẽ tạo ra ba đoạn đúng không. Chỗ này nếu mà anh chị mà nhìn kỹ ấy, là chỗ này nó một đỉnh này, chỗ này một đỉnh nữa là có phân kỳ âm hai đoạn đây rồi, nhưng mà vẫn có khả năng nó tạo ra một cái đỉnh nữa.
nó chính là cái nhịp mà tạo ra một cái sự FOMO trước khi nó điều chỉnh nhá. Thì nó sẽ có một cái gọi là phân kỳ âm ba đoạn đây, thì nó giống như cái nhịp này này, một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh, đúng không ạ? Tức là nó còn dướn lên, nó test lại cái vùng đỉnh này nữa, nó tạo ra một cái sự FOMO nhất định ở đây, thấy không ạ? Tạo ra một sự FOMO nhất định ở đây, sau đó nó mới bước vào những cái nhịp điều chỉnh khoảng 30 điểm, từ cái vùng ở cái thời điểm này là 1130 cho đến cái vùng này là 1100, tức là 30 điểm anh chị nhá. Thì nếu như thời điểm hiện tại bây giờ, nếu như nó lên nó test đỉnh cái vùng 1180, thậm chí là lên 1190 xong nó có một cái cú điều chỉnh trở lại khoảng tầm 30 điểm, nó sẽ khá là giống như cái nhịp này. Nam thấy là hai cái nhịp này nó đang khá là tương đồng nhau, kể cả trên chart ngày và chart giờ anh chị nhé. Đấy, cái nhịp này này. Đấy, và cái nhịp này nó đang khá là tương đồng nhau anh chị nhé. Thì mình đang dự đoán là như vậy. Thì tóm lại ấy, ở cái nhịp này thì hành động của các anh chị là như thế nào? Thì đối với anh chị nào mà trong những nhịp vừa rồi, đúng không, trong các cái phiên đầu tuần mà khi mà thị trường nó mở gap tăng liên tục ấy, đã bảo với anh chị là chúng ta chốt lời để hạ bớt danh mục rồi, thì những anh chị nào đã hạ bớt rồi và bây giờ muốn mua lại ấy, thì nếu như mọi người mua thì mua trên hàng sẵn có cũng được. Ví dụ như hôm nay Nam cho anh chị lướt hoa sen, lướt đất xanh, đúng không, Nam Kim các kiểu, anh chị thấy là trong Zoom Nam thì các hoạt động mua bán nó vẫn diễn ra một cách bình thường, tức là mình cũng không phải là quá sợ thị trường nó sập, bởi vì là mình chỉ lưu ý với anh chị là thị trường nó chỉ chỉnh thôi, xong rồi nó sẽ lại tăng, cho nên là vẫn mua bán một cách bình thường. Buổi trưa thì vẫn nhận xét với anh chị là nhóm thép thì vẫn bình thường, không có vấn đề gì, tiếp tục nắm giữ. Bất động sản thì dòng tiền nó mới vào, tiếp tục nắm giữ. Bất động sản bây giờ dòng tiền nó mới vào rất là mạnh, anh chị không thể nào chết ngay được. Cả nghìn tỷ của trong xã hội này nó vừa mới đẩy vào nhóm bất động sản, làm sao mà chết ngay được anh chị? Mà nó có cổ phiếu dẫn sóng rồi, các con khác dần lượt nó sẽ tăng thôi. Con HDC là con có khả năng là dẫn sóng. Rồi chứng khoán thì cần thời gian tích lũy, chứng khoán thì đã trao đổi với anh chị là chốt lời mấy hôm nay. Riêng con VND nó có lối đi riêng, dưới 18 anh chị vẫn gom được bình thường anh chị ạ. Những cổ phiếu nó về hỗ trợ mình vẫn gom thôi, chứ mình đừng có quá sợ về thị trường, bởi vì quan điểm của Nam ấy là thị trường điều chỉnh vẫn đi lên. Thường chúng ta chỉ không mua được khi thị trường sập thôi. Mình dung là thị trường điều chỉnh vẫn đi lên, và trong quá trình điều chỉnh mình đã nói với anh chị rất là nhiều lần là có những cổ phiếu nó điều chỉnh trước, nó sẽ cân bằng trước, nó lên trước. Thì những cổ phiếu đấy mọi người cứ mua khi nó đã về đến vùng hỗ trợ mà không cần thiết phải chờ thị trường điều chỉnh xong mới mua. Đúng ạ, bởi vì là những cái cổ mạnh ấy là thông thường nó sẽ đi trước. Và khi thị trường chưa điều chỉnh xong là nó đã điều chỉnh xong, nó tích lũy và nó bật trước thị trường rồi. Và khi mà anh chị xác nhận thị trường điều chỉnh xong thì những cái cổ phiếu mạnh là nó đã chạy được một đoạn rồi anh chị nhé. Người cứ mở lại cái biểu đồ mọi người sẽ xem lại mà xem. Đúng không ạ? Kịp mà thị trường nó điều chỉnh xong, ví dụ này. Nhá, ví dụ cái đoạn này. Người thấy là cái đoạn này thị trường vẫn còn đang điều chỉnh đúng không? Ví dụ như các cái phiên này đi, ngày 21 tháng 4 mà anh chị biết là ngày đấy là chứng khoán là nhóm dẫn sóng, thì anh chị nhìn con VND và con là nó đã bắt đầu nó tích lũy, nó tạo đáy đây rồi, rồi SSI. Anh chị thấy là nó cái vùng này thị trường giảm thêm này, VN Index này giảm thêm một đoạn nữa này, đúng không? Giảm thêm từ cái vùng 1154 về cái vùng 1130, tức là giảm thêm khoảng gần 30 điểm nữa, nhưng mà con SSI nó vẫn đi ngang tích lũy và nó tăng, đúng không? Rồi tức là ý là không nhất thiết phải chờ thị trường nó đến cái vùng này. Nếu mà thị trường đến vùng này thì anh chị thấy này, con SSI này đấy là nó đã tăng được một đoạn từ cái vùng 219x lên vùng giá 21 rồi, nó tăng được hai giá anh chị nhé, từ đây lên đây là phải 7% rồi, thì anh chị thấy là cổ phiếu nó đã qua được một đoạn rồi. À, thì đấy là cái phiên mà thị trường của chúng ta nó cái nhịp trước đối với cả nhóm chứng khoán ấy, khi mà nó chạy sóng ấy thì là những cái nhóm mạnh là nó sẽ tạo đáy trước thị trường và nó tăng trước. Thế do vậy cho nên là thị trường thì với quan điểm của Nam ấy thì ta chỉ sợ thị trường sập thôi, còn thị trường nó không sập. Đấy, còn cái view thì trao đổi với anh chị là cái nhịp điều chỉnh này đã kết thúc chưa, thì câu trả lời với anh chị là chưa nhé. Nam vẫn trả lời là vẫn view là có thể nó sẽ rướn lên một nhịp nữa, thậm chí nó vượt đỉnh, tạo ra một cái sự FOMO nhất định rồi sau đấy nó mới chỉnh anh chị nhé. Cái cú sau thì chỉnh mới sâu, nhưng mà cái cú sau chỉnh sâu thì những cái cổ phiếu mạnh ấy thì khi thị trường nó vượt lên là nó đã tăng được một đoạn rồi, tăng được một đoạn rồi, và khi thị trường điều chỉnh nó chỉ là test lại thôi, mình dung không? Nó test lại thôi, test lại thành công rồi nó lại tăng tiếp. Đấy là cái dấu hiệu cho những cái cổ phiếu kiểu cổ mạnh anh chị nhé. Còn về cái kịch bản thì mấy ngày hôm nay Nam đã view cho anh chị rồi, và hiện tại nó cũng đang đi khá là sát theo cái kịch bản đấy. Người cứ chủ động trong cái việc giao dịch và mua bán anh chị nhé. Ok, thì đấy là cái góc nhìn của Nam về thị trường. Anh chị đang theo dõi cái video thì anh chị nào mà chưa like thì nhớ like, anh chị nào mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh, anh chị mà không biết comment gì thì mọi người có thể thả cho Nam một cái trái tim màu tím một comment. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị muốn tìm một người đồng hành cùng anh chị trên cái chặng đường đầu tư thì có thể về với đội của Nam bằng cách là mở một cái tài khoản VPS, mở một cái tài khoản VPS, hoặc là nếu đã có rồi thì mọi người có thể chuyển ID về Nam quản lý nhé. Thì hướng dẫn nó rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản thôi. Anh chị có thể là click vào đăng nhập vào app này,
click vào cái avatar này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn và nhập ID của Nam R808. Click vào đây, click vào ba cái dịch bảng dịch vụ này, ấn xác nhận lại và chụp ảnh gửi cho Nam thì chúng ta sẽ trở thành đồng đội của nhau anh chị nhé. Ơn anh chị rất là nhiều. Còn anh chị nào mà muốn mở một cái tài khoản số đẹp VPS thì gửi căn cước công dân cho Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị mở một cái tài khoản số đẹp để giao dịch cho nó may mắn anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung của video. Thì trao đổi với chị là đã view rồi, chúng ta khả năng sẽ còn một cái nhịp dướn lên test đỉnh hoặc thậm chí là vượt đỉnh, sau đấy nó mới đi vào những cú điều chỉnh chính anh chị nhé. Thì lúc ấy chúng ta sẽ cần phải đánh giá tiếp nhá, đánh giá tiếp, bởi vì là không phải cứ lên test đỉnh vượt đỉnh là nó sẽ quay trở lại điều chỉnh, bởi vì là khi nó lên đây chúng ta lại phải quan sát xem cái dòng tiền nó thế nào. Nhưng mà cái khả năng mà xác suất nó dướn lên nó test đỉnh nó vượt đỉnh rồi nó quay lại điều chỉnh là xác suất nó cao hơn, còn xác suất mà thị trường nó đi luôn thì Nam nghĩ là hơi khó, bởi vì là dù gì thì chúng ta vẫn còn cái cản 1.190, 1.200 ở đây nó rất là mạnh. Cho nên là khả năng cái nhịp này thì Nam nghĩ là thị trường nó sẽ chạm lên và nó lùi lại một nhịp sau cái nhịp sau ấy. Sau có nghĩa là sau cái nhịp điều chỉnh này hoàn thành ấy, bắt đầu index từ đây nó cân bằng nó đi lên ấy. Đấy thì khi đấy cái nhịp sau thì chúng ta mới kỳ vọng vượt đỉnh được anh chị nhé. Còn trong ngắn hạn vượt này thì Nam nghĩ là cái vùng 1.200 nó vẫn đang rất là cứng. Đó. Còn cái MACD thì Nam vẫn tin rằng nó còn một cái vùng đỉnh nữa rồi nó mới đi xuống nhé. Là cái vận động của thị trường và cái vận động của hậu đáo hạn phái sinh. Thì cái hành động của các anh chị là ở trong các phiên tiếp theo khi thị trường nó tăng lên test đỉnh và nó vượt đỉnh, anh chị hạn chế FOMO mua đuổi. Các cổ phiếu mọi người nắm giữ thì mọi người vẫn nắm giữ một cách bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà lưu ý cái vấn đề về việc FOMO nhé. Đấy, thì ok, ta sẽ sang cái phần thứ hai là đánh giá về một số cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay. Chắc chắn là hôm nay Nam sẽ đánh giá cho anh chị về nhóm thép trước. Hòa Phát thì phải nói là rất mạnh anh chị, rất mạnh hôm nay dòng tiền vào. Nhìn ở trên chart ngày thì nó vẫn đang trong tiếp diễn cái xuồng tăng. Thì đây là cổ phiếu mà đã từng chia sẻ với anh chị là nó là một cổ phiếu mà có nền tích lũy dài và tăng được 20% trong vòng 2 tuần thì là cổ phiếu mọi người nên giữ lại đúng không ạ? Tại là nó vẫn đang rất là khỏe anh chị, đủ điều kiện để cho anh chị giữ lại, và thậm chí là nó còn vượt qua chart tuần. Đấy, phải nói là rất là mạnh, nó đang chạm cái chart tuần. Thật ra ở đây thì nó không có điểm mua cho anh chị đâu, anh chị nào mà đánh ở đây nó có một cái nền ngắn này, một đáy này, test đáy 2 lần này. Đấy, và test cung cho nó bật đúng không? Đấy, thì thật ra thì nó có nền ngắn này thì dành cho chị đánh ngắn thôi, chứ còn để nó đi xa được Nam nghĩ là rất là khó để đi xa. Có thể là nó sẽ tăng lên một chút nữa quanh cái vùng giá tầm 29, nhưng mà để nó đi xa được thì không, thì anh chị hạn chế đuổi nhé. Hoa sen thì trao đổi với anh chị là nó rơi về cái vùng hỗ trợ và nó bật trở lại. Hôm nay thì dòng tiền vào không quá nhiều đúng không ạ? Thì Nam nghĩ là nó giống như cái nhịp này này, nó sẽ giống như nhịp này thôi, nó giống như nhịp này và nó cân bằng ở đây rồi nó sẽ lại bật lên anh chị nhé. Bật lên. Chung là con này thì hôm nay em cho anh chị mua lướt đúng không? Quanh cái vùng giá 17.2 đúng không? 17.2, 17.3. Nếu biết anh chị nào lướt được thì lướt ra, nói chung là mua lướt nhanh thôi. Về cơ bản thì cái vùng mua của nó thì vẫn là quanh cái vùng giá 17 cộng trừ 1 2 like. Thì ngày hôm nay cũng đã nói với các anh chị rồi. Nam Kim thì biên nó rộng hơn. Con này thì chờ tuốt cái vùng giá 18.5 nhưng mà nó chỉ về đến 18.7 đấy anh chị ạ, 18.7 thôi. Nói chung là thép thì vẫn ổn anh chị nhé. Nó điều chỉnh trước và nó đang cân bằng trước. Ở đây vùng đỉnh là thanh khoản thấp như này là ổn thôi. Nó không phải là phân phối anh chị nhé. Không sợ gì những cái vấn đề này đâu. Rồi chúng ta sẽ nói về nhóm chứng khoán. Chúng ta có VND đúng không? Con này thì nó đi một cái lối đi riêng đúng không ạ? Đấy thì con này thì mấy hôm nay em vẫn cho anh chị gom ở dưới vùng giá 18 đúng không? Hôm nay có 17.9 thế này. Anh chị lấy thoải mái quanh 18. Đối với cả con VND này thì hôm nay là một cái phiên mà nó thanh khoản khá là thấp. Anh chị thấy nó đang có một đáy, nó lên đây nó tạo một đáy nữa, nó vòng lên một cái thì con này khả năng nó sẽ có một cái nhịp tăng khá là tốt nhé, tăng khá là tốt ở trong trong ngắn hạn thôi, chứ còn nó cũng chưa để đi được xa đâu. Ví dụ như con này mà nó bật lên, hôm nay nó có một cái phiên test cung tại MA50 này, đấy, thanh khoản rất là thấp đúng không? Đây là một phiên test cung Nam nghĩ là khá là ok, thì kỳ vọng rằng ngày mai nó có thể bật, nó vượt qua được cái MA20 này nhé. Ngày mai con này mà nó bật, nó vượt qua được cái vùng 18.8 thì là rất đẹp đẹp. Còn nếu không thì nó cứ tích lũy cũng được. Ra thì Nam nghĩ là cái con này ở vùng này nó không giảm thêm nữa anh chị ạ. Đang là nó chỉ đi ngang sideways tích lũy ở đây thôi. Đấy, nếu như mà nó đi ngang tích lũy ở đây thì cũng được. Và nó phóng qua cái EMA này thì cũng được anh chị nhé. Còn nếu như nó bật trở lại cái vùng giá 18.8, khả năng nó sẽ lên đây nó đóng ở trên vùng này. Nó sideways tích lũy trên này. Tức là nó sẽ lên đây nó tích lũy trên này. Nó sẽ hai kịch bản nó như vậy, chứ còn để cho con VND này nó giảm thêm Nam nghĩ là rất là khó. Nếu như mà ngày mai nó bật được cái vùng giá 18.8, nó lên nó tích lũy trên này ấy, nó hấp thụ lại cái lượng bên này thì khả năng sau đấy nó sẽ có những cái nhịp tăng bù so với nhóm chứng khoán còn lại anh chị nhé. Đấy, thì con này là nó đi có lối đi riêng, cho nên là riêng con này thì trao đổi với anh chị là zoom thì vẫn mua quanh cái vùng giá dưới 18 vẫn nhặt bình thường anh chị nhé.
Rồi còn các con chứng khoán khác ví dụ như SSI thì bảo anh chị chốt lời mấy hôm nay rồi. Còn hôm nay lúc mà mình livestream có một số anh chị hỏi là bây giờ có bán không ấy. Bảo anh chị là bây giờ mọi người bán nó bị muộn, đúng không? Bán nó bị muộn thì con này nếu mà ngày mai nó tăng lên lại cái vùng này thì mọi người bán ra nhé. SSI này. Theo giờ này. Nếu như mà ngày mai nó tăng lên thì anh chị cũng có thể bán bớt ra quanh cái vùng giá 28.5 đúng không? 28.5. Rồi chúng ta có HCM. Vậy thôi. Mấy con này nếu mà hồi lên thì mọi người vẫn có thể chốt ra nhé. Chung là bởi vì là thị trường thì mình vẫn view là nó có một nhịp dướn lên để nó test đỉnh, sau đấy nó tạo ra sự FOMO, sau đấy thì bắt đầu nó vẫn chỉnh. Do vậy cho nên là những cái con này mà nó dướn lên nó test thì mọi người vẫn nên chốt lời ra nhé. Chốt đối với những vị thế ngắn hạn đấy. Còn vị thế dài hạn thì Nam không nói, dài hạn thì anh chị phải có cái vị thế tốt dưới này thì những cái nhịp điều chỉnh này anh chị có thể bỏ qua được. Nhưng mà những cái nhịp này đối với Nam trong chứng khoán thì mọi người vẫn có thể là cân nhắc hạ bớt ra, bởi vì là Nam nghĩ là nó cũng 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 có một nhịp kéo khá là mạnh rồi, và bây giờ thì nó cần cái thời gian để cân bằng lại anh chị nhé. Rồi đấy là nhóm chứng khoán. Chúng ta sẽ sang cái nhóm thứ hai, nhóm bất động sản, thì chắc là nó con HDC trước. Con này trao đổi với anh chị là cái sóng 1 bit thì cũng không sao cả, mọi người không cần phải mua đuổi, thực là như vậy, bởi vì là những cổ phiếu này đi lên thì thông thường nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh tạo ra một cái cân bằng hoặc là tích lũy ở đây rồi trước khi nó lên tiếp anh chị nhé, nó tạo ra một cái vùng cân bằng có thể là điều chỉnh hoặc là tích lũy ở đây trước khi nó lên tiếp. Chứ còn mọi người cứ mua đuổi như này thì nó thật sự là nó cũng mạnh thì nó mạnh thật, nhưng mà để nó tạo ra một cái điểm mua an toàn cho mọi người thì không có nhé. Mọi người lưu ý cái nhóm bất động sản là giờ dòng tiền nó đang vào rất là mạnh và nó chưa thể nào trước ngay được, vì là dòng tiền lớn nó vừa vào thôi. Đất xanh thì hôm qua nó báo cáo tài chính nó xấu quá, hôm nay thì nó bị bán ngày hôm qua, hôm nay thì nó đang cân bằng trở lại anh chị nhé. Mình cần nó cân bằng lại dưới cái vùng giá 10 16 này, nó cứ cân bằng quanh đây nó giữ được 15.5 là ok. Cân bằng ở đây khoảng tầm một vài phiên rồi nó bật lại là đẹp anh chị nhé. Chứ mình cũng không muốn nó bật lại ngay đâu. Cứ để nó cân bằng ở đây không vấn đề gì nhé. Ta có Dick. Dick thì trao đổi với anh chị là nó có cái khách sạn ở đây. Hôm nay thì nó chạm về cái cạnh trên khách sạn mà nó rút rút chân trở lại thì vẫn ok thôi nhé. Chung là bất động sản thì Nam nghĩ là cái nhịp này mọi người cầm qua chỉnh cũng được, vì là dòng tiền nó vào rồi, cùng lắm là nó điều chỉnh, nó tích lũy, nó test lại khoảng tầm vài 3% thôi, sau đấy là nó lại tăng đúng không ạ. Rồi chúng ta có KDH này, các cổ phiếu này nó đều vượt đỉnh hết rồi. Nói chung là nhóm bất động sản thì Nam nghĩ là đang khá ổn nhé. Rồi chúng ta có Nam Long này, đều vượt đỉnh hết cả và có dòng tiền vào, hai cây dòng tiền vào rất quyết liệt, thì những con này nó tích lũy một vài phiên rồi nó lại tăng tiếp anh chị nhé. Thường kể cả có rung lắc điều chỉnh thì nó chỉ đây là cùng thôi đấy, sau nó lại lên đấy, chứ còn nó để mà nó sập anh chị rất là khó chị ạ. Nhóm bất động sản bây giờ nó có rất nhiều chính sách tốt hỗ trợ đấy, vĩ mô tốt hỗ trợ, rồi có dòng tiền tốt đấy, cho nên là Nam vẫn đánh giá khá là cao cái nhóm này. Thì trong cái nhịp điều chỉnh này thì Nam nghĩ là nó không điều chỉnh nhiều, anh chị có vị thế tốt thì Nam vẫn nói vui với anh chị là chấp chỉnh luôn đấy nhá. Rồi nhóm đầu tư công, nó đầu tư công thì VGC hôm nay vẫn tăng được 1,1%, nhưng mà cổ phiếu này thì trao đổi với anh chị là nó không có điểm mua, anh chị cứ để cho nó tăng thôi, có hàng thì nắm giữ và chờ chốt nhé. Còn mua mới thì Nam sẽ không khuyến nghị các cái nhóm đầu tư công. Nhóm đầu tư công thì Nam muốn là nó rũ một nhịp, thì hiện tại nó đang rũ vì cái nhịp này nó cứ ra thông tin tốt liên tục nó kéo lên ấy, nhưng mà nó không có dòng tiền mạnh vào và nó bị đu bám khá là nhiều, nên là Nam cần là cái nhịp này, ví dụ nó có tăng lên anh chị có thể cơ cấu chốt 1/2 ra và đợi những cái pha điều chỉnh nó rũ lại mọi người mua, tức là nó cần có một cái nhịp rũ rũ bỏ bớt nhà đầu tư ra thì nó lên nó mới thanh thoát được anh chị nhé. CG thì đang có cái hỗ trợ ở đây. Chung là con này thì quan sát cái vùng hỗ trợ 14 13.4 nhá. Khi nào mà cái nhóm đầu tư công nó đồng thuận ấy, thì nó tăng được. Chúng ta có FCN đúng không ạ? Đấy, thì nó vẫn đang hôm qua em kể cho chị một anh chị trend ở đây đúng không? Đây nó có một cái trend ở đây. Thì nó cứ giữ được cái trend này là ok thôi, thì mọi người cứ cầm nhá. Cứ cầm nhá. Ta còn còn có C4G. T4G thì hôm nay là một cái phiên có thể nói là test cung, test cung ở nền, nó có một cái đoạn đi ngang khá là dài ở đây này. Vọng ngày mai con này xem nó có bật được không anh chị nhé. Nay một phiên test cung là Nam đánh giá là khá là ok đấy, phiên rất là chặt rồi, xem ngày mai nó thế nào nhé. Ok thì chắc là Nam sẽ xin phép dừng cái video ngày hôm nay ở đây. Về cơ bản một số các cái nhóm ngành đã trao đổi với anh chị rồi, thì anh chị nào mà chưa like thì nhớ like anh chị nhé, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì nhớ về với đội của Nam bằng cách là mở một cái tài khoản VPS, hoặc là đã có tài khoản rồi thì chuyển ID về Nam quản lý, để Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị. Hướng dẫn thì rất là đơn giản, vào app click vào cái avatar, bấm thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập ID R808, họ tên Nam là Nguyễn Ngọc Nam, sau đó ấn xác nhận là ok anh chị nhé.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại vào cái buổi livestream 8 giờ 45 phút tối nay anh chị nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người.